Xin chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Audio tiếp tục review để xuất cho ba bác khách những mẫu thiết bị mà nhà em hàng ngày lên đường với cái cấu hình mà hàng toàn mới về cửa hàng và chất lượng của nó rất là tốt, hàng chính hãng của công ty BS. Với cấu hình ngày hôm nay thì em có xuất cho hai bác khách là hai con lâm tiếng BS Audio V800 và một dòng vang cơ BS Audio SV12. Những cái sản phẩm hàng chính hãng của công ty. Đây là hộp ngoài của chiếc vang SV12. Hiển thị thương hiệu của BS. Khi mà con vang này có tín hiệu nhạc thì cái chữ BS này sẽ mất đi và sẽ có các cái sóng, các cái nền nhạc bát tép nó sẽ lên. Và đây là hộp ngoài của con lâm tiếng BS Audio V800. Đấy. Hai con này sẽ đi đồng bộ với bộ dàn thì cực kỳ đẹp các bác nhá. Đây là những sản phẩm mà nhà em hàng ngày lên đường với các cái cấu hình như này. Khi các bác mua máy, một thiết bị sẽ được tặng một đôi dây jack ca lông như này, chống sôi chống nhiễu để kết nối với đẩy, đúng không ạ? Còn con vang này thì hôm nay em có xuất cho một bác khách chơi với con 5 ly. Em tặng cho bác ý một đầu ca lông và một đầu ra cái bông hoa sen như này để kết nối xuống âm đi. Dây của nó là màu mận chín. Và hôm nay em xin giới thiệu đến tất cả các bác là hai mẫu này. Đây là một dòng sản phẩm máy lâm tiếng cho ra giải nhạc cực kỳ hay. Đây là một dòng máy lâm tiếng của công ty sản xuất ra bên nhà máy Chila. Một dòng sản phẩm của công ty Trung Quốc mang thương hiệu là BS. Dòng sản phẩm lâm tiếng này sẽ có nhiệm vụ là máy lâm tiếng khi các bác hát, nghe nhạc. Đặc điểm khi các bác mua hát qua vang với cả đẩy thì hát hơi lặng một chút. Khi các bác hát qua một trải nghiệm qua lâm tiếng này thì hát nó sẽ bay hơn. Nó là máy lâm tiếng mà. Nó giống như các con âm ly có cái chức năng là bấm một cái đấy, xong rồi mình cảm giác nghe tiếng trống và tiếng tép nó mạnh hơn đấy. Đấy là các dòng âm ly nó cũng có một cái chức năng như thế. Đấy, có những con có những có chức năng ý. Và đây là một con máy lâm tiếng mà chuyên thiết bị ra chỉ để lâm tiếng. Bát đánh rất sâu và mạnh. Đấy, nó có rất là nhiều các dòng máy lâm tiếng đời khác nhau. Nhưng hàng này là hàng do công ty BS sản xuất các bác nhé. Mã của nó, sản phẩm là V600 và hiển thị một cái đồng hồ kính ở đây. Đấy, hiển thị chữ BS như này này. Đấy, xong khi mình có nhạc vào thì cái chữ BS thì nó mất đi và nó sẽ có các cái nền nhạc, nền sóng. Đấy, và con máy lân tiếng này sẽ có một cái cổng súp ở đây. Khi các bác đặc điểm, khi các bác chơi như một quả súp hơi như này đi, các bác đánh qua vang, nó sẽ không bao giờ cắt hết hoàn toàn tiếng nhạc. Nó vẫn còn tiếng nhạc các bác nhé. Em nói không biết có đúng không nhưng các bác cứ thử nghe mà xem. Ở con vang cắt bao giờ vẫn còn tiếng nhạc. Còn khi trải qua con máy nâng tiếng này, nó sẽ sản xuất thêm một cổng súp như này. Nó con máy nâng tiếng này nó chỉ có hai nhiệm vụ là máy nâng tiếng và thêm một cổng súp chuyên cắt súp. Đối với những dòng súp hơi như các cái quả 715 như này, 718 như này, súp hơi nó không cắt hết tiếng nhạc thì tiếng trầm của nó sẽ ra không được hay. Đấy, nó cứ đánh như ùi như toàn tiếng nhạc. Cắt hết giải nhạc đi và chỉ ra tiếng trầm thôi thì tiếng trống của nó rất là sâu. Đối với các bác mà đánh qua con máy lâm tiếng như con V800 này thì chất lượng tiếng nhạc của nó ra rất là sâu tiếng. Đấy. Khi các bác đánh súp điện thế, đánh súp điện mà kết nối qua con máy lâm tiếng này thì súp điện sẽ khỏe hơn rất là nhiều. Mình không cần phải đánh trực tiếp từ đẩy hoặc âm ly ra mà súp điện lại đánh rất là nhiều. Các bác nhá, các bác kết nối qua máy lâm tiếng như này thì quả súp điện của mình sẽ cảm giác như kiểu khỏe gấp rưỡi luôn. Tiếng đánh rất là sâu tiếng. Và cùng một con vang BS SV12, dòng sản phẩm đầy đủ chức năng. Ba cái nút effect đây, echo này, mic này, music này, ba nút volume tổng. Và cái nút ở đây, cái quan trọng nhất ở đây các cái hệ thống này là chỉnh cơ, echo này, mic tune này, music này. Mình chỉnh cơ thì mình sẽ ấn cái chữ input ở đây để chọn chế độ. Optical này là cổng quang, mình nháy phát nữa là Bluetooth, nháy phát nữa là USB. Và khi các bác muốn chống hú hay không, loa hú quá thì mình ấn vào để chống hú. Có cái chữ feedback on off ở đây. Và loa không hú thì mình nhả ra. Đấy. Còn mặt sau của ba chiếc thiết bị này thì ở trên cái máy của nó là in một chữ PS Audio. Đây là một dòng sản phẩm chính hãng của công ty, dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng các bạn. Các bác có thể kết nối với âm ly hoặc với đẩy nhá, đánh loa kéo nhá. Biến con âm ly của mình từ một cái cục sắt chuyển sang con âm ly hiện đại. Đây là đường cổng quang của nó này, các bác nhìn này, cổng quang đấy.
Đây cổng súp đây, khi các bác đánh cổng súp của con nâng tiếng đấy nha. Hai cái đường ca lông này thì mình kết nối thẳng xuống đẩy, còn hai cái đường AV này thì mình kết nối các cái dòng như súp điện thì mình kết nối bằng AV này. Mua cái dây độ 2-3 mét dài để cục súp ở góc nhà hay góc nào cũng có thể tới được, thì mình đánh qua cái AV này thì cục súp điện của mình nó đánh rất là sâu. Đấy. Con này hỗ trợ một cổng mic ở đằng sau và hai cái chân ca lông của cổng mic. Khi đường nhạc xuống thì các bác cắm cho em hai cái đường đây, cạnh hai cái đường này. Đường nhạc đây là ba chấm đẩy của cắm đi nhé. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác, hôm nay Tùng Nguyễn muốn review đến tất cả các bác để chọn cho những sản phẩm để ghép vào bộ dàn của mình. Với dòng sản phẩm máy nâng tiếng của BSV800. Loại này em có hai đời, một đời là V600 và một đời là V800. Loại SV12 này em cũng có hai đời, một đời là V9 và một đời SV12. Và hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.